Chào các bạn, các cháu. Hân hạnh được gặp các bạn, các cháu. Hôm nay tôi trải nghiệm về cắt tỉa cây bông giấy làm hoa Tết các bạn, các cháu. Chia sẻ trải nghiệm này với các bạn, các cháu. Chào mừng các bạn, các cháu. Các bạn, các cháu có xem video xin đăng ký ủng hộ tôi nha các bạn, các cháu. Đăng ký kênh ủng hộ tôi. Đây là cây bông giấy tôi chuẩn bị tôi cắt tỉa để làm bông Tết rồi các bạn, các cháu. Hôm nay tôi làm trước Tết mấy ngày, khoảng 10 ngày, 11 ngày để chia sẻ với các bạn, các cháu. Còn một số cây ngoài ruộng tôi cắt làm qua Tết để giao lưu với trong dịp Tết này nè, mà chia sẻ với các bạn thêm nha các bạn, các cháu. Rồi giờ tôi cắt tỉa cái này để chia sẻ với các bạn, các cháu. Giờ cái bông giấy này bây giờ mình muốn cho nó ra hoa, sau khi muốn thì mình cắt tỉa hết, đừng sót nào hết, mình canh cho nó côn lại, nó tròn lại, vừa ý đó. Mình cắt tỉa đừng để sót, cắt hết đọt non rồi, đọt nhỏ cũng cắt nữa. Trước khi cắt tỉa thì mình cung cấp dinh dưỡng cho nó sung cây, rồi mình cắt nó bung mầm mạnh. Trước khi cắt khoảng 20 ngày mình cung cấp dinh dưỡng cho nó, để khi mình cắt tỉa nó cho hoa đẹp, là bự hoa. Mình cũng cung cấp dinh dưỡng bằng phân hữu cơ các bạn, các cháu, bền. Phân hữu cơ như phân bò, phân rác một cho vô gốc. Cắt tỉa mình xong rồi xiết nước từ 3 cho tới 5 ngày cho nó héo, để ngoài nắng 100% các bạn, các cháu. Cây bông giấy nó chịu nắng, nắng chừng nào nó cho hoa đẹp chừng ấy, nó để trong mát nó không cho hoa, hoặc là cho hoa rất ít. Rồi các bạn cắt tỉa các bạn để ngoài nắng 100% nó cho hoa đẹp. Cắt tỉa các bạn, các cháu xiết nước cho nó héo, lá nó héo lại. Rồi các bạn tưới nhỏ giọt, tưới nhỏ giọt để cho nó tươi, nó lại nó đừng chết. Rồi các bạn lại để cho nó héo nữa, làm như vậy ba đợt như vậy thì nó cho cái lọc lá, lá cái lọc nhỏ nhỏ đó, lá non nhỏ nhỏ đó, đồng thời nó cho nụ nhỏ luôn. Lúc đó mình tưới nước đủ bình thường, và cung cấp phân dinh dưỡng cho nó,
VK 6 30 30 để cho nó nuôi qua không tàn. Cắt hết đọt luôn. Cắt qua Tết thì các bạn các cháu cắt cắt Tết 55 ngày các bạn cắt tỉa và chăm sóc như tôi vừa nói là Tết nó có qua đúng Tết. Hàng năm tôi đều cắt như vậy là Tết nó có qua rực rỡ đó các bạn các cháu. Video này tôi chia sẻ trước ngày Tết để các bạn có xem, có tham khảo áp dụng thử cây của mình coi sao các bạn cháu. Mà tôi còn ngoài ruộng để tôi làm qua đúng Tết và bán luôn, bán Tết luôn. Lúc đó tôi chia sẻ trải nghiệm cho các bạn xem thêm như các bạn cháu. Rồi các bạn cắt cái gì các bạn để ngoài nắng 100% cho qua đẹp. Xiết nước thì qua cho 5 ngày, lá này nó héo lại. Làm 3 đợt như vậy, 3 lần như vậy. Nó sẽ cho lọc và cho qua cho nụ. Rồi từ đó mình mới bắt đầu tưới bình thường. Và lúc đó cho nó phân NPK 6 30 30 để cung cấp dinh dưỡng nuôi qua lâu tàn. Quy trình làm như vậy là hàng năm tôi làm như vậy đó. Tết bông giấy tôi ra qua rực rỡ, chia sẻ trải nghiệm này với các bạn các cháu xem tham khảo nha các bạn các cháu. Các bạn có thể áp dụng cho cây bông giấy của mình để Tết nó có qua đẹp. Cảm ơn các bạn các cháu xem video này nha các bạn các cháu. Xin chào, hẹn gặp lại.